Ta có cái dòng bệnh này nè, hai bậc. Đúng rồi. Sao mà mấy giờ này mới chưa tới? Có đi lâu với chàng điện mới nữa rồi cha. Thôi em mà nó tí. Tẩy và gửi lặn. Giờ này mới có 6 giờ gửi lặn. Buộc mới chịu nổi chứ không buộc chạy chuyện mới đâu. Đây đi. Ủa, em chết không chả? Chả vòng á. Chả vòng là phải đưa ăn sáng tới 7 giờ rưỡi luôn ngang ơi. 7 giờ rưỡi là bây giờ ăn sáng chưa có, tới 7 giờ rưỡi mới có. Ừ, nãy bà Trang mới hỏi nè. Mới hỏi nè. Mới hỏi liền. Làm chưa rồi? Ủa? Nấu chưa kịp, 7 giờ rưỡi mới có lận ơi. Đây là đoàn của Kim Ngân quận Bình Dương đi cứu chợ nước ở Bến Tre cả nhà. Thấy thương không kìa. Nó hơi ốm mà gà sao nó bị gì nữa ốm. Thôi bà Linh bánh ngày hôm qua bánh nuôi một bầy chó. Ngủ bà bà nói ừ đi Bến Tre gì phải tôi mắc mấy con này không đi cái đầu nó lại khều chứ liền. Nó khều nó sao bữa nay lại khều nó khều kêu đừng ngủ bà đi. Đừng ngủ mai đây rồi cái nó lại khều khều quá nữa. Ba bốn con mà bà hai con đẹp. Bạn ơi, bà nuôi gì chó không? Ủa Ngân nói hôm quải thấy cũng đi tới phi luôn hả Ngân? Hôm quải đi cũng có tới phi luôn đó. Hôm mấy chị vô phòng ăn cơm ở trong phòng. Là biết ra. Đầu ngứa ngăn đi cứu trợ nữa gì. Đi cứu trợ nước tinh thiết hay mắc tiền em. Ở đằng này đi cứu trợ cho nước người ta chủ yếu về tắm rửa mấy ghẻ còn cho như ngăn không nổi. Tại vì mấy đứa nó nằm chật sẵn luôn đi hoài luôn vậy đó. Mà băng có mấy đứa em chị hiện tại giờ đang ở Tiền Giang nè. Chừng đi về với tóc cho Tiền Giang đó. Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau là đi cho hoài trực tiếp luôn là mình. Ờ nước gừng là để uống tinh khiết. Còn còn kia cho để mình ta xài nó tắm. Xài với tắm. Ban chị không có cho chay nữa luôn, cho nước bồn. Ừ. Bỏ mát mà một vùng có một mấy ngàn mà lại bảy mấy ngàn. Chị mới cho con xe, chị mới đi gần vô rồi cái hầm thấy ghê luôn mà bà cái gần với chị nhau. Cái bà nói mấy người kia còn lại đi múc nữa. Cái hầm thấy ghê luôn á, nó cạn luôn. Không á, cái hầm nước của bà xài á mà thấy ghê luôn á. Rồi băng chị chỉ là đem nước mà của nhà máy nước á là lệ cho người ta tắm rửa xài. Người ta không có nước tắm luôn. Rồi vợ chồng giờ không có nước nấu ăn luôn. Rồi đầu kêu mấy đứa em đầu rút về nè, bắt đầu về. Kiên Giang cho rồi, Hà Tiên bị thiếu nước trầm trọng luôn Quấn ơi. 2 tháng nữa thiếu nước rồi chuyện gì xảy ra? Chiếu của bà xong mặn nhớ. Cho biết rồi cho hết lại cho nổi, quá tàn thiếu luôn. Vài bữa mưa chứ. Giấy mưa đi. Có mưa đỡ. Bây giờ kiếm ai cho người ta sáng rồi thì ta. Ở trong đây là ai? Không ăn đây cho chị hai bà chị cái lại rủ qua đây ăn nè. Ừ, chị coi chị. Bây giờ chị không đi theo cưng được nè, không lẽ bỏ mấy bà này lại. Chị cũng có phiếu đi biển luôn nữa. Ừ.
Ê Loan, nói tôi chị ra ra Nha Trang chơi nha. Có chứa không nha? Chị chú ý bà ra cưng với ngăn à. Công việc dữ lắm mà ta đi đi vậy đó. Buộc gì mới chắc ăn hả Quân? Ba dữ lắm. Tại vì đi gió anh. Ngăn ơi. Ơi Quấn ăn sao này á mà ăn được nó nghe nè. Lâu lâu đi cứu trợ dùng Gia Lai chiếc nó khổ khủng khiếp luôn. Ví dụ đi cái chị bay. Gần sao quá đi xe nổi kìa. Tại ơi tôi đi xe cấp cứu không mà. Kìa bắt đầu khách ta lại đó. Đó xe 16 ở xa ta lại đó có gì. Bữa nay đông lắm á. Tại có mấy chị nè, không có mấy chị đi về Bến Tre với mấy đứa chị. Rồi chắc tôi cũng về Tiền Giang. Đây là em ngăn nha. Chú sao không để tổng sắp một hàng là quay cái kia luôn hay hơn. À, tôi đi theo tôi lấy tôi quay cái xe tải nó nằm ở đâu đó. Xe tải nước. Đó mình quay. Hả? Ừ. Đâu rồi mấy cái vé đó hết là cho mấy cô này đi. Cho rồi đó. Ừ. Tôi cũng muốn quay coi. Quay coi. Bà Hiến ơi, bà kia lại bà không bận mấy bà buồn lắm. Bà buồn lại đi rồi bà. Từ Nha Trang về đó. Ai bà kêu ai đặt rồi. À, mình giờ mình chốt mình đi qua đây mình quay Trang đi cứu trợ nha. Đây quan cứng nha Nguyễn Phương Anh Nguyễn Bình Dương Đinh Hoàng Nhân toàn của Phan Chính Nghĩa ở Đại Nam chuẩn bị đi cứu nước ở Bến Tre quý vị. Đoàn này của em Ngăn à thì Kim Ngăn Đinh Quần Ngăn bây giờ Quấn Bình Dương ngay cả nhà Lê Trang thì tính đi theo mà cũng không đi được tại bỏ mấy chị lại chơi nói lòng cho lớn á. Rồi anh gọi mấy đứa kia bây giờ mình đi luôn hay này sao? Đi luôn đi luôn chứ không sống đi một cái là 8 giờ luôn xe tải đậu ngoài á gì Quân xe tải nước đậu bên đó đậu ngoài à bây giờ nó lại ra nhấc lên 16 chỗ là ở xa lại á. Ta đi từ từ lại chứ mấy người ở gần thì ta đi trễ một chút. Ở gần hết đi. Ở Hải rồi. Đấy đi quay đâu nữa rồi? Đi qua đi một vòng kìa, đã kìa.
Đâu. Chào mấy chị nha. Rồi, chào tài xế nha. Nhờ mấy ông đấu rồi chứ mấy người đó tôi mới đỡ tức. Để cho mấy ông này trả lời lại với nó mới đỡ tức. Điện bấm được rồi, nó ra đây có phí ăn sáng cho ba đi. Cái ba đi thì lâu chứ. Tôi ngủ với ba lên ăn sáng rồi. Vậy ba nói sao? Ba nói ừ hả? Ủa sao tôi không có số ngoài nữa? Thế là mình không có đi theo được là ý Đinh Hoàng Nhân với Ngăn muốn Bình Dương rồi đi không vậy? Đi phát nước ở Bến Tre. Nó cho nước cao cấp quá à. Tại lâu lâu cho là cái gì đây quý chị nhá. Đây là phố đi bộ thôi quý vị. Xuống chị ra ra mấy chị đây quý chị ngọ. Rồi vô dòng ngọ xuống chị ra chị đây. Mấy chị đây có bốn chị ra. Bốn chị đây. Bốn chị đây bốn chị đây sân tạp gia. Có một mình bằng lòng bằng chị như vậy. Rồi thứ hai nữa là cái đầu đại trang lúc mà chị Hằng đi tới đâu cũng như là một số nói chung là 5 năm đi
ai theo dõi được thì yêu thương, còn những người theo dõi mà nghe người ta nói cái thôi bà đó có chữ quá à, ghét nha. Cái mình thấy nhiều của anh nó mướn mà mướn chữ bà mà nghe nó khai đó, nó mướn vô chữ clip là 10 triệu hay thì 20 triệu quá bà chị nghe. Rồi cái Lê Trang thấy ở đâu cũng có gì, chị nói ủa tôi nói sao không để đời mặt khác này bóng đen nó phủ chùm ánh sáng thôi, lòng tôi nghĩ vậy đó. Nhưng mà cũng thấy hơi buồn, nhưng mà nhưng mà cuối cùng là Lê Trang là lấy an ủi lòng của mình, những cái vị mà xuống thế á thì họ đã là những vị đó người ta ưa gặp nạn. Chẳng hạn như mình nói là lịch sử của Bao Công đi, phải không? Đối với em chà ông bạn thái sư cũng chẳng ai lại khổ mới diệt được ông bạn thái sư, thì mình nói vậy chứ chắc bị chị gặp nạn thì mình nghĩ như là Bao Công xuống trần vì cái đầu lấy cái đó là lại cũng vững tinh thần lại để mà an ủi lòng, không biết làm gì hơn chỉ biết cầu nguyện cho chị thôi. Tôi nghĩ bóng đen nó phủ chùm như tạng đó đời mất pháp này vậy. Cái để tôi kể từ từ cho bà nghe. Lúc đó đó kế đến chị Hằng bị bắt nữa là mình thấy nó bất công nhiều quá đi. Rồi cái mình nói cái nhờ là mình những cái bộ phim Bao Công ai không biết đó, là ý là ông Bao Công không tốt với dân chung với nước như vậy mà còn bị như vậy giống chị Hằng, thì lấy đó làm một cái niềm tin lại. Rồi cái bà biết cuối cùng là làm sao mà tôi thấy cái bóng sáng trở lại không? Bà nhớ cái phiên tòa lần phúc thẩm sơ thẩm không? Khi lên lần đầu tiên lên phiên tòa sơ thẩm đó thì cũng có mấy chị em mình hết, cũng có quan chính nghĩa rất đông, thì lên gặp rất là đông. Lúc đó là Lê Trang thấy thắng khởi lại, lúc đó mình nghĩ là chắc bọn lương rồi nó cũng trà trộn nhiều đó chứ. Ai ngờ cuối cùng không có Phan Chính Nghĩa không mà. Rồi lên nó rất là đông ủng hộ chị Hằng, mà đến nỗi bà nhớ là khi mà giấc chiều á, cái phương tòa sơ thẩm mình đói chị không bà vậy? Đói không? Người nào cũng đói. Có nghĩa là mình thường mình nói là 5 giờ nghỉ làm việc, mình nghĩ là 4 giờ mấy ra. Rồi cho nên là 2 giờ mấy ra ngoài ngồi chơi ngay công viên Bắc Tùng Việt á, là ngồi cũng như là ngồi chỉ là mong một chiếc xe ngay cửa đi ra cho chị Hằng thấy một phút coi, không cái xe thì ra vài chục giây à, làm cho chị Hằng thấy được đó là một cái niềm vui của chị Hằng, để chị tại vì mà khi hiểu được là nhà cảm nhận được mới yêu thương chị Hằng như nỗi khổ như thế nào. Nói không phải riêng mình, nói đây là nói để cho những người nghèo như cái bọn từ thiện đó thì quá hiểu rồi ha. Đó rồi cái bà biết sao mà lúc mà sơ thẩm mà tôi lấy lại tinh thần là tôi thấy mừng, tại vì bao nhiêu người luôn ủng hộ từ trẻ đến già, mà từ 4 giờ 3 giờ 2 giờ mấy bắt đầu mình ra rồi, tại vì mình không có ăn chiều, mình nghĩ 4 mấy là vừa ăn à, mình để tới 8-9 giờ luôn quý vị. Lúc đó là có người đói thiệt, người Lê Trang cũng đói luôn. Lê Trang là nhịn đói rất là hay. Lê Trang chạy vô mua hộp sữa ra uống liền, tại vì nếu ai mà về á thì ai mà bước đi thì sợ chị Hằng ra rồi có giống như một giờ vàng đi, phải không? Ai cũng tâm mong rồi đó. Có tôi nhớ cái chị đó mà mình lúc đó mình không lấy số chị nha, tôi bà ăn cơm bởi vì hạ cơm si, tôi chết gì tôi cũng ủng hộ thôi, tôi không có đi mà tới cơ động tôi chị có sao không đi vô. Là mình ghét một cái tinh thần là đồng cảm với nhau, yêu thương là người nói chung là ngàn người tốt yêu thương người tốt, nó là vậy đi chứ rồi. Không phải đời định ai chứ người rồi làm mình chưa từng biết chị Hằng mà chỉ biết là nó xem thôi, nhưng mà mình phải biết đâu là nó sự thật, những lời chị Hằng đều có hết, báo đăng vào đài người ta nói những điều gì chị Hằng đều có làm hết. Rồi cái lúc đó là Lê Trang Phan Chính Nghĩa cũng còn đông cũng thấy hay hơn, nhưng mà bà biết tôi vui nhất lúc nào không? Lúc thuốc phẩm phiên tòa thuốc phẩm gì rồi lúc đó là mình không có đói ha. Có nghĩa là Phan Chính Nghĩa đã hiểu rồi là người đem bắp, ở người đem phai, người đem bánh bao, nước nâu đường người bánh mì nước ấm hộ và yêu thương nhau như người ngộ ha. Nếu Phan Chính Nghĩa bước ra đường là cũng như là người một nhà, thì tôi với bà người nơi không mà, và mấy chị Sài Gòn cũng vậy, như người một nhà để mà yêu thương nhau. Thì lúc đó là Lê Trang nói ôi vậy là bà chứ mà phiên tòa xử mà giảm án chị Hằng đó chứ. Chứ mình thấy cái sắc diện của chị Hằng á là dưới mình gặp chủ tòa đi anh kêu đó bà nhá, đó mình hỏi chủ tòa là về xử công bằng cho chị Hằng đi đó, thì cái lúc đó là Lê Trang thấy ôi vậy là bóng sáng
không thể nào bóng đen phủ bóng sáng được á. Vậy sao? Lúc đó Lê Trang là mấy dẫn tinh thần lại ta. Là lúc đoàn kết yêu thương nhau, thật sự đồng cảm với nhau mọi người á. Đàn ông, đàn bà, hay trẻ, già ai cũng yêu ngồi đó chờ, yêu thương nhau, chờ. Mà một cái có cái là mình bị hố, một cái là có nghĩa là mấy ông tò thì mấy ông ác với mình đó. Mấy ông đánh lạc hướng, phải không? Thấy là mấy ông đánh lạc hướng. Mấy ông chạy chiếc xe không, chạy nha chị Hằng ơi, chị Hằng. Tặng cho chị Hằng thấy là được. Không chị nói Hà Nội thì chạy theo anh chết. Ai ngờ tôi gặp cái xe cam cổng hơn. Nhưng mà gì, có những người đủ nhân viên, có nghĩa là con gì nè, Thảo Giang, Thảo Tiên á, nó quay được cái clip nó tàn ôi, tôi nói là cái lúc mà bà dẹp cái mạng không có dẹp cái mạng cái cổng chính thắng á, tại ta sửa sang cổng chính kia thì lúc mà mình coi lại cái cuồng huyên đó gì, nhưng mà bác chỉ cũng nghe mình la nghe mình la chứ nè, là cái cổ dẹp cái màn nha. Lê Trang hồi nào giờ quý vị ơi, Lê Trang ít cứ xúc động mà mừng khóc, đợt đó Lê Trang mừng khóc thiệt, không phải cũng như là Lê Trang coi được cái clip của Thảo Di đó, Thảo Tiên nó đăng á, là thấy chị Hằng hé hé ra cái bị ông kéo ông kéo lại cái ông mà này của Hằng ơi, của Hằng ơi, cái bà cố gà bà mở tin bà cho mình biết ơi, bà thấy cái công mình thấy gì là cái công mình không ổn không? Cái công mình đã ngồi suốt một ngày nữa đó mà, tại vì chia gã nhau nhiều cổng, nhiều cổng, cái không có gì đâu, công nhận cái hình tòa đó nó nhiều cổng, nó sợ luôn, nhiều khoảng người đằng này không chia nhau, có gì là chim ra không có gì nhau lần kia. Rồi mình mới kêu mấy ông này nè, chia gã nhau đi, đặng có thằng này hút còn kia quay được, có cuộc có kết quả. Rồi cuối cùng mình không có thấy mình lo hố, nó chạy lên đằng kia, chạy lỡ xe kia là nói chung là đa số kết cũng là xứng đáng. Xứng đáng khi mà mình coi được cái clip của mấy em rồi. Nó quay đó mà chị Hằng chị hé cái gì với Thả Tiên cái người chị hé cái gì. Ồ Lê Trang mừng dữ lắm, mừng được chị Hằng thấy tụi mình ở ngoài này là được bao nhiêu người yêu thương, mà Lê Trang khóc thiệt luôn á quý vị, nói ra là cảm động, mỗi lần nhớ cái chuyện coi những cái clip đó cảm động vô cùng luôn quý vị. Mà bây giờ là cuồng phim nào kết cục cũng hay lắm, cái gì phim kết này nó hay rất lắm, hay rất là có hậu có đức, mà nói chung nó hay làm lắm. Có đức là rồi, kết cục là gì rồi từ từ sẽ coi nữa, có tài với chánh hay hay. Tài với chánh không bao giờ nó phải rõ ràng phân hai giới, tài không với chánh không bao giờ tài trà trộn được, không bao giờ mà tài với chánh mà chánh là thắng tài chứ chánh không là thắng tài chứ không vậy. Nhưng mà sẽ có phim hay, phim hay chị Hằng hy sinh rất là xứng đáng, có xứng đáng lắm cái gì ơi, xứng đáng rồi. Mừng lắm, vui rồi là sẽ tới những cái tin tới nữa, rồi quý vị sẽ thấy từ em hết. Người bà con cho xin nói một câu, biết sao không, người ta nói sao người ta hô á, mày mình nghèo thiệt, nghèo nhưng mà cái tình nghĩa mình không có nghèo nha. Mà người ta nói vậy nè, trời ơi đi ủng hộ bà Phương Hằng dữ vậy hả, tới trận chiến này ra chắc bà cho 1 tỷ à, tôi hô chắc 1 tỷ mốt chứ 1 tỷ gì. Nói trong ý chắc người ta nói mình định bợ vậy bà con, nhưng mà thật sự mình với bà là không có chị em gì hết trơn á, chưa biết lần nào cho nó. Tự vì bà sống á, con người á, làm có đức là ơn trên trời Phật cũng cho bà xuống trần gian này là rồi, bao nhiêu cái trách người dân của bà, bao nhiêu người dân yêu thương thì cái trách nhiệm của bà và cái ơn trên nó đưa cái trách nhiệm bà xuống nặng nề là phải giúp cứu đời cứu người, vậy như là con của mẹ Quan Âm chán thôi chết đó Đinh Lan. Nhưng mà mấy chị ở ngoài nóng ruột bà Đinh Lan, tại mình sao nóng ruột mình khóc không? Đinh Lan tại sao chưa vào khám là nguyên do chắc để cho cọp chị Lâm Công ở ngoài đi, cho những chị ngoài đi vô trong đi rồi mới bắt cọp được. Rồi đó, cho em la đã đi em ơi, rồi sẽ bắt nè. Tôi cầu mong á, luật pháp á là phải công bằng, cặp công con cào bắt cặp lớn cặp một mẹ. Là bắt ông Võ Hoàng Yên cho tôi, ổng gạt tôi hết bị 5 triệu nè, một là bắt ông Võ Hoàng Yên, hai là Đinh Lan, hai người đó là tôi mới hài lòng hài bụng, cũng như phải bắt lại là có công bằng đó. Sẽ có bên này 5 triệu là sao mà 5 triệu bạc mình đi dắt mẹ mình đi lại đó khám bệnh chứ gì, 5 triệu bạc về uống thuốc, bà uống lên bà chào một mòn một miếng lên thôi bà chết rồi đó bà con. Nhưng mà tôi không biết đường làm đơn thưa ông Võ Hoàng Yên, mà tôi biết nói thôi, giờ tôi kể câu chuyện mẹ tôi chết rồi tôi nói, hồi đó tôi sợ anh em tôi la tôi không dám nói. Năm nào đó? Hồi năm 2017-18 gì quên mất mẹ nó rồi. Tôi nói về ông Võ Hoàng Yên nha. Rồi tôi nói thiệt he, tôi mà kéo mà tôi la được he, tôi mà kéo được cờ trắng tôi la sao, mà chừng nào bắt ông Võ Hoàng Yên với Đinh Lan rồi tôi he, nói là tôi mới nghe. Mừng mà giờ tôi không có nổi. Cái con nít nó 3 tuổi nó không hiểu nữa. Bây giờ đó chị Hằng nó dập ra rồi, tại hồi xưa tôi phân vân tôi đắn đo trong lòng, tôi nói ủa nếu mà ở nước Việt Nam mình có ông Võ Hoàng Yên một ông thằng ý với gì á,
đây là chắc là tái thế gì, thằng tiên tái thế gì chị vậy. Rồi cái mình suy nghĩ lại, ủa mà coi cái clip mà ông vô xe cái chạy tới cái gờ gì cái hết, ông gờ gờ dữ lên nhá, mới đầu mình nghe rồi rồi thiệt đó. Rồi cái mình nói ủa mắc mớ gì mà có người mà nói tôi đi theo thầy nước này sang nước nọ mới gặp được thầy. Tôi nói ủa mắc mớ gì, ổng là hay ổng ngồi tại chỗ đi các nước ta bay là chị ổng đúng. Ủa tại ông sao mà kỳ ta gọi gọi tới chừng chị Hằng mình văn văn mình rất đắn đo nãy không hiểu ra mình mới hiểu tới chị Hằng chị lên tiếng em. Rồi thì ra là đây, rồi mình coi lại những cái cuồng clip ta là nó đâu đúng sự thật đâu. Bà nếu thật sự ông Hoàng Yên ông hết ha, ông chị hết là ông quay từ lúc chị tới hết ông phóng vắng từ người có phóng vắng ai đâu. Phóng vắng ngay lúc đó bà con ơi, cái đó là con người gian xảo, chị chạy đâu có ở chỗ chị rồi chạy chỗ khác. Mà tôi nói cho bà con nghe nè, cũng như người ta nói là mà nít 3 tuổi nó không biết rồi cái sao giờ có cái thằng kia nó lại nó phóng vắng tôi mà nó nói câu nè đó. Rồi đó rồi chị Nga nói đi, em nói nhiều đó rồi đó, xong rồi đó đỡ tức người đó. Các bạn ha, hôm nay mình được gặp nhau vậy là mình quá vui, chúc mừng cô Hằng sớm tới thì cũng về Đại Nam, chúc gia đình hạnh phúc cùng bà con lặn lội từ phương xa đến Đại Nam. Để tủ lạnh đi, để cơm tủ lạnh. Chúc cô Hằng có nhiều sức khỏe, vui vẻ, gia đình hạnh phúc và để giúp đời giúp người. Rồi xin chào cô Hằng nha. Dạ, xin chào. Xin chào đại. Mình gửi lời em ạ. Gửi lời mà. Bây giờ gửi lời cô Hằng nghe được vui vẻ. Đó. Chúc mừng. Mà mấy giờ chữ bàn. Mấy giờ bình luận vô chữ bàn tại có giấu mặt không ạ? Đưa mặt con chó hay đưa mặt con mèo. Để nghe bà con chửi nào bà con lãnh nghiệp nhiều. Hay đưa mặt cái gì đâu mà nó có đưa dám mà đưa mặt ra đâu. Nếu bà con chửi chừng nào bà lãnh nghiệp nhiều chừng ấy. Tôi nói vô tình chửi cho bà Hằng bà được tôi nói được cái tạo cái giờ bà ấy mà thấy sao nếu mà tôi có bà con dòng họ với Đinh Lan tôi viết đơn từ liền đó. Tôi nói thiệt tôi biết viết chữ nghe viết đơn xin từ rồi đừng dòng họ Đinh Lan người gì đâu ngộ nói tôi nói bà nghe chửi mà nói xấu người ta không phải nói thí dụ không phải nói xấu gì thí dụ mình lên mình nói cái gì nó phải có sự thật cái 80-90% cái gì hả nói còn này á không có biết tạo sự thật chứ mà nói như đúng rồi nói làm những cái gì vẫn rảnh chứ vậy mà cũng có mà chị Trang thấy từ mấy người vậy, đó vậy mà cũng có người nghe đó nghe nè tôi nói thiệt á Trang mình mới nói người ta vậy tôi nói thiệt á quý vị coi lại bà Đinh Lan đi nếu mà bà Đinh Lan nè Lê Minh nè với Hoàng Kim Dung nè nghiệp này điện ngoài mà quý vị coi á nói không có gì đúng sự thật cho quý vị đương lai cho nó cũng bị nhận tội chung vậy thì cái nghiệp lực á nghĩ sao mà nói người nào mình nói thấy nói hợp tình nói hợp lý mình nói nghe nói thì nó quan ức nói mà nó chỉ có mà bà con biết không tôi mà có như là xưa nghe một là tôi tụt má chứ tôi có lên nha hai nữa là tôi còn đang sanh đẻ chắc tôi lên má chứ hậu chết mất tiêu tôi tức con Đinh Lan chửi bà con Hằng ổng còn cái gì chứ bà tức bà à, chị cảm ơn nha cảm ơn Lý Lắc nha Lý Lắc nhờ Lý Lắc với cô Chính nó đấu lại với nó giùm tôi mới mát bụng chị không có biết bà lẽ nó giờ có lúc này Lý Lắc ơi trời nó đây trời Lý Lắc trời nào bắt được bắt bà Linh Lan rồi nó đi rồi đi nhà lấy nước cái mạng xã hội chùm cuối luôn lúc nào cũng phải bắt sao hết á nhớ điền thường bả là chùm con cho bả gạo gạo ngoài nó bắt chùm cuối nói chung là vậy bên đây chúng ta tốt chứ còn nếu mà bắt sớm quá thì đâu có sớm cái nhà là đâu có phim cho mình coi đúng rồi đâu có đi ngang nhìn coi phim mấy thằng định bợ với mấy thằng ấy nói chung với định chùm cuối là vậy đó trời con tao bắt chùm cuối lúc gà tôi đỡ mặt mặt nghe bà con trước tôi gầu cho nào tôi mới gầu ông chum xong cái tới bà Hằng xong cái tới tới Hà Trà Lan trời ơi tôi gầu quyết tôi ấm nhắc nghe bà hiến nghe tôi lại hiến bà nói chuyện nào hỏi gầu quyết tôi ấm nhắc lúc gà tôi gầu lại rồi em thu nè ông chum mất mớ gì gầu à tôi nghe ông chum á ổng mà thắng cử ủng hộ Việt Nam mình đặng đấu là mấy Trung Quốc ông chum nói nào hả coi lên truyền hình á cái bữa mà ông nói ai lập lại nói nha nó nghe nè nói cái bữa đó ông gắn thử cái đợt trước nghe đợt rồi cái kỳ ông gắn thử ông chấm bắn nó kể cho em lại nghe em đang bỏ dây chai lên mà em bỏ đâu có nổi đâu em hô thôi thôi em bỏ thì tôi bỏ hết nổi rồi chấm gắn cử rồi mình ủng hộ ổng thương Việt Nam mình mà vậy gì đi nước Mỹ gì mình Mỹ có một chấm gắn gì anh Mỹ cho $7,000 thôi mà con chỉ nghèo đi gặp cái chú bia chai này có định bợ chứ sao. Ừ. Bà Trang cười với nó chặt cơ.
Vui lắm bà con ơi. Ông Trâm ngầu, ông Trâm nó cái thằng sáng như số chạy nói chuyện thôi, ông gớt cử rồi trời ơi, đang bỏ gì chạy tôi bỏ hết nổi rồi anh ơi, bỏ hết nổi rồi chồng tôi cũng tình nghiệp hả. Rồi xong cái tới bà Hằng không nhắc nhau nữa. Hằng ơi con về nhớ đền cho chị nghe chiếc xuồng mấy triệu đó chị mua cho chay. Bữa đêm mà con nói con đòi gì ta, đòi đổ xăng chết đó. Tao ở đây tôi viết giấy lên rồi, có gì tao bay cầu với sự viết giấy bỏ lên cho chồng con. Ủng hộ của Hằng vậy đó. Cái bữa đó cái mà mấy thằng quỷ nó ăn trộm đó, bữa đó mình khóc quá đó, mình đâu có đi ra lấy mất tiêu cái phụng với cái máy à, còn hút cuối 99 phút còn đổi vàng với mấy chị em tôi cũng đổi đó, tiền nghèo mà vui á chứ không có nịnh bợ. Thì nay lúc trước á sống tình nghĩa à, chị Hằng bây giờ rồi còn coi con ăn là niềm vui của bạn khác cái sống cái hôm mình đi lại mình ủng hộ cái phát nó dìa cho 1 tỷ, đã dìa cho tôi mua rồi chứ 1 tỷ nữa đâu. Tôi sắp lên ta nói gì bà đừng có quan tâm, mà quan tâm ta chồng bà đó đừng quan tâm nhớ nó có mình quan tâm ta nhập miễn cửa hàng mình về rồi. Không có vô duyên. Ai nói nó bàn tôi mình có tiền vô khách sạn được. À bây giờ đây quay sơ về khách sạn cho cả nhà xem ha. Dạ, đem cơm đem ăn. Đem cơm đem ăn, nói bà nói tôi muốn sạc cơm. Gầu bà Phương Hằng là tôi thông cảm cho bà hiểu. Tại là đồng cảm gì chị Hằng lo cho người nghèo quá nghèo. À, mình người nghèo mình phải thương chị. Còn này á ông Trâm. Thôi vậy mình nghe ông Trâm nó đắc cử ông ở Việt Nam mình. Ông Trâm ông ở bên nước Mỹ. Mà ông Trâm gất cử gầu á. À biết sao ông đắc cử ông là được đắc cử là ông ủng hộ Việt Nam mình. Mình mới ủng hộ là ông chứ không phải định bỡ ai. Nhiều ông Trâm mà mình cũng ở trong cho ông đắc cử á. Đặng ông nói làm sao mà mấy bà nó âm mồm vậy nha. Ông nói vậy vô đây. Cái đó mấy bà tốt ngày mà nghe mấy người tôi nghe hết cử tôi đi mở gì cha ông mở rồi con mấy bà coi mấy cái thằng phân tích tào lao nó nói nội mấy tôi cũng thấy tiếu chơi nghe bà con chứ có nói gì về bà nghe nói gì mấy bà bố mấy ba, mấy thằng không thích nó phân tích tào lao nghe nè. Thì bây giờ ở Đại Nam mấy cũng xèo xèo khu đã vô Đại Nam mấy ta ở khách sạn gì nè. Cái đầu người ta ra ngoài có hội chợ mấy người tải mấy tôi không ra sẽ hỗ trợ mới giờ vô. Con đã giàu mà nó ra cá rồi, đứa lên thăm nên là nghe không sao. Rồi cần gì quay về mày em thôi, đứa nghe không sao. Giờ đừng đi đâu? Ra biển khơi, đừng kiếm đinh lan giả mỏ. Đinh lan đứng giữa nước biển. Nhìn em á, con ai chơi? Nhà bữa nay đây đông như lắm nè. Đi qua đây. Giả mỏ đinh lan ngồi chính giữa đi con. Chứ không phải giả mỏ. Biết cưng quá hả? Nào ngồi riêng đó, nào ngồi đi cùng xe đó nè, thương ha, của hàng đây là chuẩn bị ra biển nhưng mà quý vị cái đường đi vô quá đó là nãy đông dữ lắm luôn cả nhà, mà không chỉ vô phía bên cái gì mà vé lần đó bữa nay em trông cho nó ra, em cầm cái chai nước mình trông cái chai sáng đó mà nó không ra khoảng đại mình dám luôn nè, ra ngoài bỏ cho nước nó bỏ đông cả nhà. Nói chung là cả nước hướng về Đại Nam để con đóng cái nhà. Ngày nay là cũng là ngày vui. Anh chính nghĩa. Cái nhà. Cho nên giờ là vui rồi, bà nào cũng bận yêu thương đi tắm biển rồi. Trời quá trời. Tại sáng giờ lo chứ không coi cho mấy bà kè chùa bên đó nghe không, nếu mình đi mình đi sớm không? Mình đi sớm thì sao gặp Thảo Thiên được, không hẹn mà gặp nè các bạn đó chứ đúng là nhìn cho các bạn Thảo Thiên đi đi cô cho chồng đi. Ủa đâu, mình đâu kia. Ai là cảm ơn đi chơi, đi tắm biển nha.
dám chở bà ta nha. Chứ mà lo nổ rồi đi. Hồi sáng giờ vô hoài luôn, đông dữ lắm luôn. Đi riết đi chợ chưa dữ lắm rồi mấy chị ơi. Tới giờ chắc không muốn á.